Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2020, nhưng lúc này, tại nhiều con phố ở Hà Nội đã tràn ngập sắc xuân của hoa đào, quất, bưởi. Những ngày này, nếu có dịp đi qua đường Phạm Hùng, Tố Hữu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đào, quất, bưởi được bày bán đẹp, bắt mắt, sẵn sàng chờ người đến mua. Có mặt tại đường Phạm Hùng, chúng tôi mới cảm nhận rõ được không khí Tết đang về rất gần. Từ sáng sớm, nơi đây đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết bởi người mua, người bán cùng nhau bình luận về đặc điểm, sự khác biệt của những cây đào, quất, bưởi năm nay. Những cái bông hoa này thì là coi như là đến bây giờ là chỉ chơi được khoảng tầm 5-6 ngày nữa thôi. Còn đâu là chủ yếu là ra là bản lũ con. Nhưng mà nếu như mà đào mà phải đến, thời tiết nó phải là rét cơ thì đào mới đẹp được. Còn mà đào mà cứ ấm như này thì bông hoa nó cũng không được như ý ấy. Mọi thứ nó cũng khắc nghiệt hơn. Giá những cành đào cho đào đây nó tương đối, nó tùy theo gốc, rồi tùy theo năm cây, năm tuổi, rồi là nước hoa, nước lũ, rồi tăm răm, nó rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng giá trị của cây đào. Cành đào dao động thì là 300-500, còn cây đào thì nó dao động, nó nhiều mức. Ví dụ như đại loại một cây cổ thụ thì hàng vài chục triệu cũng có, còn những cây chung thì tầm 5-7 triệu, cây nhỏ hơn thì tầm 1-2 triệu. Sức mua thủ đô thì đến hiện tại thì giờ người dân là chắc là vẫn đang trong công việc ấy, thì là cũng chỉ có thăm hỏi thôi chứ chưa có mua bán thì chặn, chưa mua bán rộn. Giống như hoa đào, quất cảnh là mặt hàng phổ biến trên thị trường dịp cận Tết Nguyên đán. Những ngày này, từ các nhà vườn cho đến phố chợ, quất cảnh xuất hiện tràn ngập với đủ các thế khác nhau, nên người dùng có thể thoải mái lựa chọn dáng cây phù hợp với không gian của nhà mình. Theo đó, giá quất cũng phụ thuộc vào dáng thế. Nhìn chung, quất cảnh có giá dao động từ 500.000 đồng hoặc khoảng từ 1 đến 3 triệu đồng trên cây, nhưng cũng có cây giá lên tới vài chục triệu đồng. Ngày Tết thì như gia đình tôi thì thường thường là tôi cứ có chơi là một cây quất sẽ để ở dưới phòng khách và trên ban thờ để thờ cúng gia tiên, thì tôi sẽ mua một cành đào để thắp hương cho gia tiên và để chơi xuân trong mấy ngày đầu xuân của năm mới. Cái thời tiết của Việt Nam mình ấy thì là nó cứ thất thường, lúc thì rét, lúc thì nắng và ẩm lồm, tức là nó sẽ nóng và ẩm lồm nhiều. Mà Tết đến ấy thì là quất và đào thì thường thường mà cũng vào cái thời tiết mà như thế thì tôi nghĩ là nó sẽ lở và chín sớm, thì kiểu gì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến Tết. Khi mà đến Tết để mình chơi thì nó cũng sẽ không còn tươi và đẹp được. Những ngày cận Tết, thị trường hoa cây cảnh càng trở nên nhộn nhịp. Người dân thấy hoa, thấy cây cảnh là thấy niềm vui, lòng phấn khởi khi Tết đang đến gần. Ai cũng mong sẽ đón một năm mới tươi vui, tràn ngập tình yêu thương như những cánh hoa đang đua nhau khoe sắc.